quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình báo Cà Mau phát thử nghiệm. Bản tin hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá tôm nguyên liệu tăng trở lại. Nhãn hiệu tập thể các chình cá bóng tượng Tân Thành đứng trước nỗi lo giá cả. Đầu tư lãng phí tại các điểm chợ nông thôn. Những tin tức về tình hình sản xuất sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, giá tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng trở lại, làm cho nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp phấn khởi, khẩn trương cải tạo ao đầm để thả nuôi vụ mới. Hiện nay, tôm thẻ chân trắng loại 100 con trên kg được thương lái đến tận ao đầm thu mua với giá dao động từ 100 đến 105.000 đồng, tăng đến 30.000 đồng trên kg so với thời điểm đầu năm. Với mức giá này, hầu hết người nuôi tôm công nghiệp đều có lãi. Tỉnh Cà Mau hiện có gần 9.590 hectare đang được nông dân thả nuôi tôm công nghiệp. Dự báo diện tích thả nuôi sẽ còn tăng lên trong những ngày tới. Cùng với niềm vui của những người nuôi tôm, người dân nuôi cá kèo trên địa bàn ấp 5 xã Tân Thành, thành phố Cà Mau rất phấn khởi khi mà cá kèo nuôi được mùa, giá tăng so với cùng kỳ. Theo các hộ nuôi tại đây cho biết, giá cá kèo thương phẩm được thương lái thu mua có giá dao động từ 60.000 đến 65.000 đồng trên kg, cao hơn so với cùng kỳ khoảng 20.000 đồng. Hiện nay, cá kèo nuôi trên địa bàn đang đến lứa thu hoạch, cá kèo phát triển tốt, đạt đầu con, người nuôi cá rất phấn khởi. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, hiện nay mô hình nuôi cá kèo trên địa bàn xã đang phát triển khá nhanh với quy mô diện tích trên 17 hectare. Sản xuất cây con giống phù hợp với sự biến đổi khí hậu đang là tiêu chí hàng đầu mà ngành nông nghiệp tỉnh đang thực hiện hướng đến tăng thu nhập cho nông dân. Trung tâm giống nông nghiệp không ngừng nghiên cứu lai tạo các loại cây con giống chất lượng cao nhằm cung ứng phục vụ cho nông dân sản xuất. Đến nay, Trung tâm giống nông nghiệp đã sản xuất được trên 7.000 tấn lúa giống và cung ứng cho người dân sản xuất 5.000 tấn. Trong đó, các loại giống lúa thơm cho sản xuất lúa hai vụ và giống lúa chịu mặn cho dùng lúa tôm. Trung tâm còn cung cấp trên 1 triệu cây giống keo lai cho việc trồng rừng và phát triển rừng theo quy hoạch của ngành lâm nghiệp. Ngoài ra, trung tâm còn cung ứng giống gà tàu vàng, heo giống giúp người dân giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm chuẩn bị xây dựng đề án thương hiệu cho đặc sản Cà Mau, vừa qua, cá chình cá bóng tượng Tân Thành được công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là nhãn hiệu thứ 6 được công nhận trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui ấy, nhiều hộ nuôi cá chình cá bóng tượng xã Tân Thành, thành phố Cà Mau lại đối mặt với nỗi lo rớt giá. Với tổng kinh phí thực hiện trên 100 triệu đồng, đây được xem là dự án hết sức cần thiết tạo dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm đặc sản của địa phương. Đồng thời, nhãn hiệu tập thể này sẽ mang lại cho người nông dân Tân Thành nền tảng pháp lý để bảo vệ sản phẩm, không chỉ tạo danh tiếng, nâng cao uy tín cho sản phẩm, mà còn ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh. Sự thật, cái nông dân của tôi từ xã hoặc tới tỉnh Cà Mau thì nếu có đạt cái thương hiệu thì rất vui mừng. Vì nếu cái thương hiệu này mà đi xuất các nước hoặc là sang Âu Châu được thì cái thương hiệu này rất tốt, mà tốt như vậy thì cái giá cả nó cao hơn, mà cao hơn đời sống của nông dân tôi nó càng khá hơn. Quan trọng nuôi cá chình cá bóng tượng là cái giá cá có cao lên thì nuôi rất đạt thôi, chứ có nhiều cái rủi ro khó thì có, nhưng mà quan trọng là giá cả. Toàn tỉnh hiện có hơn 740 hectare nuôi cá chình cá bóng tượng với tổng sản lượng đạt trên 2.000 tấn trên năm. Trong đó, xã Tân Thành có hơn 254 hectare. Đây được đánh giá là vùng nuôi tập trung và sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sản phẩm được công nhận nhãn hiệu là một chuyện, còn việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm lại là chuyện khác. Hiện người nuôi cá chình bóng tượng ở Tân Thành đang gặp rất nhiều khó khăn vì giá cả rất bấp bênh. Nhiều lúc giá cá thương phẩm rẻ hơn nhiều so với giá thành sản xuất, khiến nhiều hộ dân bị lỗ vốn.
Theo một số người nuôi cá ở đây cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cá giảm mạnh trong thời gian qua là do bà con nông dân tự mở rộng diện tích nuôi quá lớn, dẫn đến nguồn cung vượt cầu. Khi thị trường chính là Trung Quốc không ăn hàng, người nuôi phải chịu cảnh bị thương lái ép giá hoặc chỉ mua cầm chừng để giữ mối. Trong thời gian tới thì để đảm bảo được cái thương hiệu có uy tín và chất lượng thì xã cũng sẽ tập trung tuyên truyền là những sản phẩm cá trình cá tượng trên địa bàn thì mình đảm bảo nuôi có hướng chất lượng, đồng thời là những cái sản phẩm từ bên ngoài du nhập về thì mình cũng là tuyên truyền cho bà con là không có nhận những sản phẩm từ đơn vị khác, không có rõ nguồn gốc để đảm bảo được cái thương hiệu của mình có uy tín và chất lượng. Cũng do các doanh nghiệp để mà xuất khẩu các nước thôi. Thành thử ra nhiều khi các thương nghiệp không quan tâm tới cái nghề cá trình cá bóng này thì nó cũng khó. Mà nếu có những doanh nghiệp mà thích thú về cái ngành này thì đưa cái con cá bóng cá trình mà đi được các nước khác nhiều thì nó mới thành giá nó mới cao. Cá trình cá bóng tượng có giá đắt, không phù hợp với túi tiền của người thu nhập trung bình, tiêu thụ chậm nên sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu. Về lâu dài, cần quy hoạch vùng nuôi hợp lý, thành lập câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác để tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi, đồng thời liên kết với một số doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu, tìm đầu ra ổn định cho cá trình cá bóng tượng. Bên cạnh đó, nông dân nên nuôi cá theo quy mô hộ gia đình, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, hạn chế mua cá mồi để giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận. Hiện nay, trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6, đoạn trước công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt, tồn tại một khu chợ tự phát nằm ngay dưới lòng đường, làm ảnh hưởng trật tự đô thị, gây mất an toàn giao thông. Từ hơn 9 giờ đến gần 12 giờ hàng ngày, điểm chợ này lại hoạt động nhộn nhịp do phần lớn người mua là những công nhân các nhà máy thủy sản. Để thuận tiện cho việc mua bán, người dân ngang nhiên bày các loại hàng hóa, thực phẩm lấn chiếm lòng đường. Do việc trao đổi mua bán ngay dưới lòng đường nên nơi đây luôn trong tình trạng bát nháo. Mặt khác, tuyến đường này nằm trên quốc lộ 1A, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều chợ nông thôn được đầu tư khang trang nhưng không phát huy được công năng của nó. Câu chuyện đầu tư không hợp lý, không đúng quy hoạch, gây thất thoát, lãng phí tại các điểm chợ, nhất là các chợ trên địa bàn nông thôn, là một thực trạng tồn tại ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về thực trạng vừa nêu. Được đầu tư hoành tráng đúng với cái tên của nó, khu thương mại Hòa Trung, tọa lạc tại ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Đây là khu chợ được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Dân Bình đầu tư xây dựng từ năm 2006, tổng kinh phí hàng tỷ đồng, với các hạng mục như 35 kiosk cho thuê nằm xung quanh khu vực nhà lồng trung tâm. Thế nhưng kể từ khi đưa vào hoạt động cho đến nay, cảnh chợ điều hiu, số lượng tiểu thương bán tại khu vực chợ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều ký ốt cho thuê cửa đóng then cài xuyên suốt. Một vài ký ốt được người dân hùng lại thuê làm chỗ tạm trú cho con đi học. Riêng khu nhà lồng trung tâm gần như bỏ hoang, cỏ mọc tùm, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Đối với cái chợ này thì do tư nhân người ta xây dựng. Thì hiện nay thì thời gian dài vậy thì là do đất người ta bỏ vốn người ta xây dựng thành nhà rồi xây dựng cái nhà lồng, nhưng mà cái việc cho thuê thì giá nó cũng khá cao, từ đó cái người bán cái người mua người ta vô người ta thuê ở thì thời gian người ta bán không có lợi, không có lãi thì người ta cũng bỏ đi. Thì hiện nay thì nó phần lớn là nó bỏ không, nó đã xuống cấp rất nhiều. Giờ bỏ không chứ ai đâu sang bán gì đâu, rồi ở đây thì bán được thì người ta sang, chứ còn khúc rồi đằng đó đâu có sang được. Bán ở đây nếu lai gai mà thuê giá 700.000 thì mình nghĩ chắc cũng hơi cao. Tại vì cũng không có chỗ thì cũng thuê để ở vậy đó, rồi như thí dụ bán mà ngày lời cũng không có nhiêu chứ.
Cùng cảnh ngộ như khu chợ Hòa Trung, chợ xã Khánh Bình Đông được đầu tư năm 2006 từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững dành cho những xã đặc biệt khó khăn, chương trình 135 của chính phủ, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Theo chủ trương khi đó của lãnh đạo xã Khánh Bình Đông, khu chợ được xây dựng trên hiện trạng của trường trung học cơ sở Khánh Bình Đông nhằm giảm chi phí. Thế nhưng, quyết định tưởng chừng như rất tiết kiệm này mang lại tác dụng ngược. Khi mà khu chợ không phát huy được công năng vốn có của nó, bởi khi đưa vào hoạt động không bao lâu thì tiểu thương lần lượt chuyển địa điểm buôn bán ra gần tuyến lộ về trung tâm xã, do việc buôn bán tại khu vực chợ này quá ế ẩm. Nhiều người chuyển thành khu nhà ở cho thuê, nhà lồng chợ biến thành nhà kho, bề bộn ngổn ngang. Theo những người dân sống xung quanh khu vực thì việc quy hoạch khu chợ tại địa điểm này hoàn toàn không phù hợp. Khu chợ nằm cách biệt với tuyến lộ về trung tâm xã, đường đi vào khu vực chợ không thuận lợi do ngăn cách bởi hai con kênh. Này, qua đây tới giờ nghe buôn bán các nhà chứ không có bán được ngày nào chứ. Ở buôn bán không bán được mới qua bên chợ bán. Bên đó người ta nói không có cái cầu gì qua sông. Cái cầu bên đó, đó bên đây chẹo đường không có qua. Bán bên kia, bán bên kia quen. Khi mà phát huy và mua bán ở bển thì dọc ở bên này tư nhân người ta bán chặn đầu trước, ăn từ đó mà khi vô sử dụng cái chợ xã thì bà con bán buôn bán không được, từ đó bà con bỏ không có là hợp đồng đi vô đó mua bán nữa. Ở đây thì coi như mấy lần nữa là cũng định đưa dân qua đó mà để rồi phát huy cái chợ đó, mà nhưng khi họ mua bán không được thì họ tự bỏ ra đi, không có sử dụng được. Đối với Sở Công Thương á, thì cũng đang là tiếp tục để phối hợp cùng địa phương để rà soát lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đối với địa phương bây giờ là phải căn cứ vào cái, trước hết là phải căn cứ vào cái quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Thì khi phát triển chợ này á, là phải căn cứ vào đó. Và nếu có cái dự án nào, ví dụ như là vốn của nhà nước, vốn của ngân sách, của tỉnh, của địa phương hay là của trung ương hỗ trợ đi nữa, nhưng khi mà đầu tư, có dự án đầu tư thì cũng phải là họp dân, rồi á, là lấy ý kiến của nhân dân ở địa phương đó coi có đồng thuận là cái vị trí đó xây chợ hay không. Đó, nếu đã làm tới mức độ đó thì nếu có cái sự đồng ý, đồng thuận của nhân dân thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đầu tư cái chợ đó xong rồi sẽ có mang lại hiệu quả. Theo ông Lưu Văn Quốc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 5 khu chợ nông thôn hoạt động không hiệu quả, đang trong tình trạng bỏ quan hoặc hoạt động cầm chừng, cảnh chợ điều hiu, tập trung tại địa bàn các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Cái Nước, Nam Căn. Câu chuyện đầu tư vào các khu chợ nông thôn là câu chuyện chưa có hồi kết khi mà việc quy hoạch, đầu tư quản lý chưa hợp lý. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin truyền hình báo Cà Mau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong bản tin sau.